Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm tính tiền toàn cầu chuyên dùng cho mô hình trà sữa và in cái tem nhãn để dán trên ly trà sữa. Sau đây là mình sẽ mở phần mềm lên. Đây, phần mềm mình sẽ mở lên. Đầu tiên là bạn sẽ đăng nhập cái tên người sử dụng. Mình đăng nhập cái tên là phần mềm toàn cầu .vn và mật mã là số 1. Cái mật mã người sử dụng và cái mật mã là cái mình tự quy định mình cho và mình phân quyền cho mỗi người một quyền khác nhau. Mình đăng nhập mật mã xong, mình bấm nút đăng nhập, mình sẽ bung lên cái giao diện trong chủ. Đây là cái phần mềm bán hàng toàn cầu, website là phần mềm toàn cầu .vn và hotline là 0909774123. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn về cách bán hàng. Mình sẽ vào cái trang bán hàng. Khi mình vào trang bán hàng thì phần mềm sẽ bung lên tất cả cái menu trà sữa của mình. Ví dụ như trà sữa xem mà thì là bung tất cả cái bảng giá trà sữa xem mà, trà sữa xem là tương tự như vậy, trà em mà, trà ăn là đó như vậy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là mình tạo một món mới như thế nào trong cái khung này, như thế này, cái khu là chỉnh sửa món và chỉnh sửa menu nha. Đầu tiên mình sẽ cài món mới, ví dụ mình muốn cài một món mới trong cái trà sữa em mà này, mình click vô cái menu là trà sữa em mà, sau đó là lên, nó hiện lên tất cả các khung lên và trong đây nó có những cái khung trống là để mình thêm tên mới và cái dấu cộng này. Mình bấm vô dấu cộng này thì phần mềm sẽ bung lên một cái thanh menu, mình sẽ nhập vào là tên như trà sữa dâu đi, tên phụ không cần thiết, giá tiền mình bán bao nhiêu như là 25.000, nhóm thuộc về nhóm trà sữa xem mà và đơn vị tính là ly, mình sẽ chọn đơn vị tính ly. Ly rồi, sau đó mình sẽ cái trà sữa dâu này mình có muốn in bán kèm với topping hay không, mình có muốn in cái trà sữa xem mà này, mình có muốn là nó có in cái tem nhãn hay không, nếu có thì mình chọn vào đây cái giá này, cái máy in bếp một này, rồi mình chọn máy in tem nhãn, rồi mình nút lưu xong là ra một cái tên trà sữa. Thì khi mình bấm xong một cái tên trà sữa mới thì nó sẽ tự động phát sinh một cái dấu cộng tiếp theo để mình cài tiếp một cái sản phẩm mới. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cho các bạn cách để cài thêm một cái món. Rồi sau đây mình sẽ order mặt hàng khách hàng gọi. Ví dụ như khách hàng vào kêu trà sữa sẽ là mình click trà sữa là. Rồi mình sẽ click vô một cái món hàng như là trà sữa truyền thống, click vô trà sữa truyền thống. Khi mình click vô trà sữa truyền thống thì nó hiện lên những cái mặt hàng topping. Khách hàng có kêu topping không? Nếu có thì mình chọn như là trăng trao, thêm thạch cà phê, mình nút chọn xong. Tương tự như vậy mình order tiếp một cái trà sữa sô cô la đi. Trà sữa sô cô la này khách hàng không chọn topping thì mình bấm nút top thì nó sẽ tự động order cái trà sữa sô cô la này. Xong mình tính tiền thì mình bấm nút thanh toán. Khi mình bấm nút thanh toán thì phần mềm tên thứ hai, khi mình in được tên thứ hai rồi sẽ mình bấm nút đồng ý tiền, mình sẽ mập 62.000, khách đưa như 100.000, 100.000 thôi lại 37.000, mình đồng ý thì ra một hóa đơn tính tiền. Đây mình sẽ hạ phần mềm xuống ha, đây là hóa đơn tính tiền, có tên cửa hàng, số hóa đơn, ngày tháng năm và có tên sản phẩm như trà sữa truyền thống, trà sữa truyền thống này 32.000, có kèm thêm topping là trăng trao và thạch cà phê, và cái trà sữa sô cô la này không có topping thì tổng cộng 63.000, khách đưa 100.000 thu lại 37.000, thì nó hiện một cái bill tính tiền rất là rõ ràng, chi tiết và đơn giản. Xong đó là bill tính tiền, đây mình sẽ in view đi màn hình cho các bạn xem, còn nếu như có in thì in ra luôn. Còn đây là những cái tem, khi đã in ra có tem, cái tem này là nó sẽ dán lên cái ly, tem này 2/2, có nghĩa là một cổ phiếu tính tiền này nó có 2 ly là 2/2 và cổ phiếu thứ nhất là 1/2.
Thì cái trà sữa truyền thống này có hai đến kia thì nhắn lên đó, rất là đơn giản và nó sẽ tiện ích cho khi cái nhân viên đi giao hàng thì kêu nhiều ly, thì giao hàng thì mình biết cái ly nào là cái hương vị nào, định phân biệt, không cần phải mình phải ngửi mùi hay là kiểm tra lại, rất đơn giản đó. Tương tự như vậy mình sẽ cho các bạn xem một cái nhãn tên, đây là nhãn tên, đây nhãn tên này là nhãn cái ly, đây đây nhãn tên đây đó, đây là cái tên này, cái tên mình sẽ in ra là cái mẫu này, in ra thì nó cái mẫu tên này in ra thì nó có sẵn một cái tên decal rồi, khi mình in ra tự động in và mình sẽ bóc rồi dán lên tên rất là tiện lợi. Đây thế này rõ ràng ngày tháng năm và tên món uống và kèm thêm những cái gì, thì mình dán cái ly rất là đơn giản như vậy. Đó là cái cách bán hàng cho một cái tiệm trà sữa, in có in tên mẫu, in tên để dán đi. Khi mình sẽ tính tiền xong thì mình cuối ngày thì mình xem được cái tổng doanh thu hàng ngày. Đây là cái báo cáo, mình vô báo cáo thì nó có laser để mình xem màn hình, thì có nguyên năm, quý, tháng, hôm nay, bất kỳ ngày nào mình xem đây, giờ hôm nay mình xem tổng tiền doanh thu này, click vô doanh thu thì nó xem là tổng tiền ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 18 mình có nhiêu tiền, và muốn xem được mình bán là những sản phẩm nào bao nhiêu ly thì nó chi tiết là chi tiết theo nhóm hàng này, thì liệt kê cho mình trà sữa sen là bán những sản phẩm nào và topping thêm này là những sản phẩm nào và tổng tiền bao nhiêu, đó là rất là chi tiết và chặt chẽ. Còn thêm một xuất lại sale hoặc là mình sẽ email big comment thì nó sẽ tự động gửi cho mail cái mail mình cần gửi. Đó là cái phần mềm chuyên về tính tiền cho trà sữa, in tem gắn ly, đó là như vậy. Đây là cái phần mềm chuyên cửa hàng, thì các bạn có nhu cầu thì cái thể mình sẽ vào cái website là phần mềm toàn cầu.vn, hoặc là bạn sẽ muốn tư vấn kỹ hơn thì bạn sẽ gọi số điện thoại 0909 77 4123, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Xin chào tạm biệt.